Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bethlehem và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cò. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này, và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn, cứ mỗi giao thừa, chúng ta lại có những cảm nghiệm về giây phút linh thiêng, giây phút bàn giao giữa năm cũ và năm mới, giây phút hồi hộp khi năm cũ nhường bước qua những giây phút đẹp nhất cho năm mới khởi đầu. Hành mặc tử đã không ngần ngại viết những câu thơ thật truyền cảm, nhẹ nhàng như đưa hồn con người vào chốn linh thiêng tuyệt diệu. Đây, phút linh thiêng đã khởi đầu, trời mơ trong cảnh tượng huyền mơ, trăng sao đắm đuối trong sương nhạt, như đón từ xa một ý tờ. Vì phút linh thiêng của một đêm khai mạc năm mới 2023, sự linh thánh của đêm giao thừa như gợi trong tâm trí của mỗi người về giây phút đong đưa giữa cái cũ và cái mới. Và lời của Thánh Vịnh 133 vang lên trong tâm hồn chúng ta: cúi xin đứng tạo thành trời đất, xuống cho đoàn con muôn ngàn phúc cả từ núi Thánh Sion. Lời Thánh Vịnh này là lời khẩn cầu Thiên Chúa tới xuống muôn hồng ân để con người, mỗi người được sống trong niềm vui, hạnh phúc và sự bình an. Giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới vẫn là giây phút đẹp, giây phút linh thiêng, giây phút mà mỗi người đều cảm thấy như có một cái gì đó thôi thúc, níu kéo chúng ta và làm cho chúng ta hướng tâm hồn lên cao, hướng tâm hồn về Thiên Chúa để xin Thiên Chúa ra ân giáng phúc cho mọi người, mọi nhà, hầu con người được sống trong hòa bình, trong yêu thương. Các bài học kinh thánh trong đêm nay cho thấy quyền làm chủ của Thiên Chúa, Ngài làm chủ vạn vật, làm chủ thời gian và làm chủ trên vận mệnh của con người. Suy nghĩ về quyền năng vô tận của Thiên Chúa, chúng ta càng hạnh phúc vì được làm con của người, được gọi Chúa là Cha, Cha toàn năng luôn yêu thương, ban ơn trợ giúp và chúc lành cho con cái. Bài đọc 1, bài trích sách Dân Số thuật lại lời Đức Chúa truyền cho ông Môi-se, phải nói lại cho ông A-rôn và con cái ông công thức chúc lành của Chúa cho dân. Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Thessalonica cũng
đã dành những lời nguyện chúc tốt lành cho dân Chúa. Chúng anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô. Trong Chúa Kitô, anh em được ân phúc sống đời sống mới, đời sống trong thần khí và làm con Thiên Chúa. Các bài đọc Kinh Thánh chúng ta vừa nghe nói đến tất cả ý nghĩa của giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Chúng ta cầu xin phúc lành của Chúa và đồng thời sống niềm vui vì sự quan phòng kỳ diệu của Người. Trong tình trước quan phòng không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao. Ngài ban cho chúng ta giây phút thánh thiêng này, giây phút đất trời giao cảm. Đêm nay thế giới nâng cấp chúc nhau sức khỏe, may mắn và bình an. Chúa xuân đến với chúng ta, mang lại hy vọng năm mới sẽ có những điều mới, an lành và hạnh phúc hơn. Hôm nay chúng ta cũng mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Giáo hội đặt lễ Đức Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm mới, vì Đức Mẹ đã là nữ vương hòa bình, với ước mong dâng năm mới trong tay Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ ban bình an cho nhân loại và cho mỗi người. Hôm nay lễ Mẹ Thiên Chúa, chúng ta nhận ra tấm lòng của Thiên Chúa khi trao tặng cho nhân loại món quà vô giá là Đức Giêsu, Con của Ngài. Và Đức Mẹ là người đại diện đã đón nhận với sự trân trọng, cung kính và khiêm tốn. Đức Maria đã trở thành người nữ đại diện cho cả nhân loại, ngoan ngoãn khiêm tốn cúi đầu để đón nhận món quà tình yêu của Thiên Chúa. Mẹ thưa tiếng xin vâng để trao gót chọn cuộc đời mình cho chương trình lớn lao của Thiên Chúa. Đó là chương trình cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa và đã chuẩn bị từ ngàn xưa. Với lời thưa vâng này, Đức Maria đã mở rộng tâm hồn để nuôi hai con Thiên Chúa đi vào cuộc đời của mình. Và qua Mẹ, Ngài bước vào thế giới này. Mẹ trở thành một công tác viên nhiệt thành, trung tín của Người trong chương trình mà Thiên Chúa đã thực hiện. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con của Người, và Đức Giêsu chính là món quà của Thiên Chúa được ban tặng cho nhân loại. Ngài vốn là một vị Thiên Chúa ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã chấp nhận chút bỏ vinh quang để mang lấy thân phận con người, trở nên giống phàm nhân để cứu chuộc nhân loại chúng ta. Mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cảm tạ và khâm phục tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Một Thiên Chúa trung thành với lời đã hứa, trung thành với tình yêu dành cho con người. Con người có là chi, vũ trụ này có là gì trước mặt Thiên Chúa? Thế mà Ngài chấp nhận đánh đổi Con của Ngài, trao tặng người con ấy cho trần gian. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa đã thương cho Đức Maria được công tác vào chương trình của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới là thời khắc linh thiêng của đất trời. Bầu khí đêm nay như thổi vào hồn chúng ta sự viên mãn của thời gian, sự viên mãn của Con Thiên Chúa khi nhập thể làm người, đã mang vào thế gian. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới. Đêm chuyển giao giữa năm cũ 2022 và năm mới 2023 làm cho người Kitô hữu nhớ đến Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng nhân loại, ở với con người, ở với mỗi người chúng ta. Thiên Chúa đã sai Con của Ngài là Chúa Giêsu tới trần gian cũng vào đêm, đêm mà Con Thiên Chúa và loài người hợp nghĩa kết giao, đêm mà các thiên thần loan báo cho các mục đồng, đại diện cho toàn nhân loại tin vui vì Con Thiên Chúa đến với họ và ở lại với họ để ban bình an,
và hứa sẽ ở với họ cho tới ngày tận thế. Cùng với mẹ Maria, chúng ta tìm chiêm ngắm quà tặng vô giá mà Thiên Chúa đã trao ban và dâng năm mới này cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho mọi nguyện ước